Chào các bạn, hiện tại mình đi đã về quê nè. Bữa nay mùng 5 tháng 5. Về quê về nhà rồi. Mình đã về vô trong nhà mình trước rồi. Mà ở trong nhà nấu đồ ăn đồ hết trơn rồi, không có về quay được, sáng trời mưa quá về trễ. Giờ mình sẽ đi vô mình kêu thằng em con của dì mình. Sáng rồi nó ngủ quá trời ngủ luôn, điện nãy giờ nó không bắt máy. Giờ vô kêu nó. Kêu nó ra nhậu. Gì? Lại ăn cơm gái. Đã ăn cơm. Đâu có tiêu rồi, điện hoài không máy. Hả? Liên kìa. Quên bánh hả? Điện hoài. Hỏi nè các bạn ơi. Hỏi của dì Út mình nè. Ký nhiều. Ký nhiều. Này 2000 ký nha các bạn. Để Hậu Giang chỗ cậu bé ca đi vô chút xíu á. 2000 ký ở này ổ vườn nha. Đây em mình nè. Để đi ra ngoài quay cái vườn ổi cho các bạn xem ha. Vườn ổi ở ngoài kia á. Nhà này nhà có dì Út mình, nhà mình ở bên kia á. Mận à. Mận này là mận gì? Mận An Phước nha các bạn. Cái này là chiếc chắc Út chiếc để ấy. Không, ở đằng sau này nè là lúc trước á, là nguyên cái vườn mận luôn. Nguyên cái vườn mận An Phước luôn. Rồi cái từ ở dưới là tới gần 10.000 hecta luôn các bạn. Là công tầm nhỏ là tính là gần 10 công á. Là nhiều lắm luôn. Rồi Út mấy chồng thấy chồng mận mà cực quá chăm sóc này kia thôi. Giờ sang chồng ổi. Ổi này là mới đặt. Mới trồng hồi đâu mới mấy tháng này à. Đó, giờ có trái rồi nè. Trái thì nãy bẻ vô đó là đợt đó là đợt thứ 2, thứ 3 gì đó. Trồng cũng 7-8 tháng gì rồi. Quay cái đồng ổi này cho các bạn xem. Thấy không? Ở này là ổ vườn chính cống luôn nghe các bạn. Các bạn nào ở Hậu Giang á, thì chỗ công ty Minh Phú á, thì vô đây. Đây là rau ôm, rau vườn luôn nghe các bạn. Vườn luôn. Dài lắm, từ ở dưới kia là dài lắm. Vài bữa có bắt cá ở đây mình sẽ về mình quay cho các bạn xem. Cái kia là rau cù nèo hay là cái rau gì nè. Cộng gì mà giống cù nèo á. Chung ở dưới vườn thoải mái lắm các bạn ơi. Ăn đồ là khỏi sợ bị bệnh đâu. Đó, đu đủ. Thôi giờ vô về nhà. Tội tập anh em chú bác đồ lại. Làm bậy vài lon. Vừa. Ái là làm gì đắng. Thôi để nó luôn. Trời ơi. Tao bỏ một chén rồi dầm rồi dầm đổ trở lại. Đừng có dầm hết, dầm chén này dầm cháo. Dầm cái bài cao ha. Ừ. Thôi kệ đi. Cái này là gắn nước sau lá cách. Cái gì bảy bả làm lỏng lỏng vậy chứ làm đặc quá ngán. Nên đó đặng mình làm đặng kẹo đặng ừ luôn á. Lâu rồi không nhậu, nhậu phê. Tôi nhậu rồi mày. Tê. Đang miếng nè mày. Út mày uống út rồi, mà ai con lót cho nó uống. Dạ bố. Muốn bánh nó không ông lạ. Con cháu ruột không? Đúng rồi. Em làm lon đi em. Mời em làm cả đêm mà sợ gì. Cái sốt còn lại nha. Ừ, ái hoài bà ra bà ăn mà. Ra ngoài luôn. Vô kha. À. Nó đi lỡ cái nó đó. Tao cắt ra nè chứ bả lại. Bên đây nhà cũng mùng năm. Thì này là lagu.
lẩu gà. Nấu chao được. Ủa? Vịt nấu chao, vịt nấu chao không phải lẩu gà. Nãy giờ nó lẩu gà. Chim nấu chao. Vịt sim. À, cái đó phải cái nước sạch chút nữa ngon ha. Phải cao cái đó hành chút nó kẹo lại nè. Giống như trên bát hành dao vậy đó. Cái quán là hành dao cho hành một. Nấu nước không lên. Thảm tôi nấu lên cái bắt đầu hồi nó kẹo nhúng ra không có ngon. Đi có vợ theo cái ăn nạt cái xương chồng ăn rồi ha. À, bữa nào có tổ chức nhậu nhẹt gì mà ok tao với Út mà ra đầu mình mà bắt Phùng vô kéo lên cái ca rồi thấy không giữ thì phải nhắc nhưng mà hổng mà giường cha con nó mà bắt hoài quá không được trời nãy giờ con kiếm cho muốn ăn có đâu con gắn rồi ăn hết đây rồi cái giọng cùng mua lớn mua cái lồng đặt đi ơi ổng phải gì nó lặn xuống ấy chứ mưa nó đú cái đầu lên rồi đó ông đi kiếm cái cây mà ông không dám bữa giấc trưa nắng hình lật rồi đi kiếm gắn bắt trời vườn vườn ăn nè được chưa lỗi nè nó nằm cái lại quá được chưa lại đây mẹ cho nó bắt nó đầu nó vô hang mà nó giòn cái gì nè mẹ bắt cái lon bia nó nói tao giỡn tao rồi đi bắt gắn bắt nguyên y đi nó đeo gạch nào nó bấu ngang rồi nó là đủ mẹ tao giòn bế bệnh nó biết trời mà dòm giáo giác không thấy cây nó cũng nó lăn xuống mương nó ổng eo rồi đó tức nhờ nó cắn trời người ta mà lớn rồi vậy rồi bị nãy mình làm xương cái đuôi nó chấm với nước phải không cái mình nằm trên mé bờ cái đầu đúng vô hang mà đụng mà tao lại tao dòm kế bên luôn á cái gì mất cờ lúc mà lúc đó là chưa cứng lại nhờ ông tám còn đi ra ngoài chơi nè là mời vô trong nhà con ấy thôi Dương Út mời vô trong nhà này chơi ông vợ bà vợ đó là hai thằng đi chơi con với ba giữ sải mà thôi chi nhắc tao uống tình nghĩa ly hay ly thôi em chờ biết sao tôi kinh nghiệm lại rồi anh nấu kẹo quá anh bắt lên cái nó đặt từ của chúng giao được mình làm vậy đó nó nhúc ngồi nó vừa ăn nó ngon đặt nữa là ngồi nó bút bị gì nãy làm xương chết gì đó giờ bút kinh nghiệm rồi nấu quá còn nó làm với ổng là gắn chung rồi nhậu là mệt xỉu lần thì đó nó mua hai con gắn mà nấu nửa nồi gì nè nhân quá trời luôn gắn gì á gắn gì mà nấu nghèo cũng nuôi hành thịt chó thử gì nè nửa nồi trời ơi ai đâu mà ăn thằng Thái mua em ra chứ tao vừa cho Nguyên một tô vẫn hổ hành điểm lắm thằng Thái gì đó em ra bạn em ra nấu cháo rồi nấu đắng rồi nó về nó ghé là có rồi mà ấy lên chút nữa nhúng dao đây. Mình mình muốn đám mưa mà lớn mà rồi đó ngoài hai bậc hết cũng nhiều. Chung làm đủ phải nấu bánh chín. Chung hai con mà tới giờ chưa có đó. Giờ dạ, có rồi nữa. Đó không? Thì đơn giản bắt mười mấy thứ. Mà nó hay quá. Khó cái gì chứ có bánh. Rồi. Cái bên điểm xe con luôn nè, là sau hè luôn đó, là có hai con nằm trong tiệm ngủ là đêm nào cũng nghe nó kêu chứ. Mưa xuống là nghe kêu đó. Đi 4 thằng ký ra nhờ. Nghe kêu đi ra. Là rồi là con tắt đèn luôn nha. Con đi ra là nín. Nín hoài luôn. Không kêu. Hồi gõ vô nó nhiều khi nó chạy ra. Quá rồi nó xì nó bị ra. Nó chết chết này rồi. Nó chạy 6 sắm rồi nhỏ tôi đưa giày nữa rồi. Gì? Đây nè. Thôi. Mày chắc mày không có thời gian kêu. Chở vợ mày lên chỗ mà chở. Cảnh mới mở thấm quá. Ừ. Bà mua có đứa nào ngon hả? Trời ơi, trời hết. Trời có bán không? Dẻo ngon. Ban đêm đó mà, ban ngày chắc không có ai đâu. Ở chợ thương mại. Có đi. Mỗi ngày không? Có đi. Có bạn mà. Có đi. Nó nhận bán. Ban ngày nó nhận bán. Nó bán sáng liền tối ngày luôn đó. Đúng rồi, ở chợ thương mại mà. Dẹp này vô. Ly của tao không nghĩ tao đem vô. Đóng cửa đi đâu rồi? Bữa nay như đi đâu? Mít rồi mít Thái rồi nó sột sột đó như mà mình nhậu với bia này ngon lắm nè. Thảm khỏe ha. Giờ đủ rồi gắn cài mua bạn kiếp. Xe giờ ghẻ không chết. Phải biết ra hết nó giảm thế vậy đó. Thôi vậy cũng được thôi ăn vậy cũng được thôi. Nó mua xe là nó lỗ và những
tại vì chiếc xe á mua về em đậu không thôi, không chạy gì trên một năm cũng mất là tờ giá là 50 triệu rồi đó. Tiền bảo hiểm đồ không? Không có, trừ tiền bảo hiểm ra năm đời á, một năm đời á là giá 50 triệu. Tại vì bảo hiểm, bảo hiểm là xe nè, năm đầu tiên cũng như giá trị chiếc xe mình là 850 triệu, hết năm qua năm thứ hai là còn có 800 là mất 50 triệu rồi đó. Mà ông đem về ông kinh doanh một năm ông về được 50 triệu không? À, rẻ hơn mua chiếc xe 160 mấy rồi mà nằm rồi còn chiếc cái đội đó còn có 400 mấy. Này vậy? Đợi đi. Đang đầu tư lên mà đã có người làm đang cắm chọn ý tưởng cắm chọn là người ta lên độ cái cắm cái độ cắm cái thang đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn like và để bình luận bên dưới phần video và hãy nhấn chữ đăng ký màu đỏ để ủng hộ mình nhé. And don't forget to subscribe các Nguyễn channel.